Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Nỗi đau bóng chuyền nữ Olympic, Trung Quốc thắng vẫn bị loại, Mỹ vượt khó vào tứ kết. Tại lượt trận cuối cùng vòng bảng môn bóng chuyền nữ Olympic Tokyo, Trung Quốc đã có thắng lợi sau 3 set trước Argentina nhưng họ vẫn biến thành cựu vô địch Olympic. Trong khi ấy, Mỹ đã có thắng lợi kịch tính trước Italia để giành vé đi tiếp. Hôm nay 2 tháng 8, tại nhà thi đấu Ariake, các trận đấu ở lượt trận thứ 5, lượt cuối của vòng bảng môn bóng chuyền nữ tại Olympic Tokyo đã diễn ra với không ít sự kịch tính. Tại bảng A, đội tuyển nữ Serbia đã có trận đấu rất tưng bừng trước các cô gái Hàn Quốc. Sau 3 set, đương kim Á quân Olympic nhẹ nhàng vượt qua đại diện xứ sở Kim Chi với tỷ số cách biệt 25-18, 25-17 và 25-15. Dẫu vừa để thua đậm nhưng đội tuyển nữ Hàn Quốc, 9 điểm sau 5 lượt trận vẫn cùng với Serbia 13 điểm và Brazil 12 điểm đã có vé vào tứ kết. Suất còn lại đi tiếp ở bảng A sẽ là sự cạnh tranh của Cộng hòa Dominica 5 điểm và chủ nhà Nhật Bản 4 điểm. Ở lượt trận cuối, hai đội này đã phải so tài trực tiếp với nhau. Trong set 1, Nhật Bản đã để thua Cộng hòa Dominica 10-25. Cũng ở lượt trận này, đội tuyển nữ Brazil sẽ gặp đội bét bảng và đã chắc suất bị loại Kenya lúc 19:45 hôm nay, 2 tháng 8, giờ Việt Nam. Tại bảng B, đội tuyển nữ Mỹ đã phải trải qua màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở mới đánh bại đội tuyển nữ Italia với tỷ số 3-2, 21-25, 25-16, 25-27, 25-16, 15-12 để củng cố ngôi đầu bảng. Trong khi đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Ủy ban Olympic Ngarak cũng đã phải trải qua 5 set nhưng họ đã vừa thua ngược trước các cô gái Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 25-21, 23-25, 23-25, 25-15, 10-15. Còn đội tuyển nữ Trung Quốc đã chính thức từ vị thế đương kim vô địch Olympic thành cựu nữ hoàng khi chia tay Thế vận hội năm nay, bằng thắng lợi an ủi 3-0 trước đội tuyển nữ Argentina với kết quả 25-15, 25-22, 25-19. Ở bảng B Olympic Tokyo năm nay, 4 suất vào tứ kết đã thuộc về Mỹ, Italia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ủy ban Olympic Nga. Còn Trung Quốc và Argentina đã bị loại. Đội tuyển nữ bóng chuyền Trung Quốc đã không thể bảo vệ tấm huy chương vàng Olympic từng giành được 5 năm trước.